sanat khana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và ban đồ trang sức. Nakchagita wa dita visu kadasana malagan tawi le panatha chanaman dana visu sanatana we chamani sikha padang samadhiya mi. Về từ nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca siena maha siena veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng tọa cao sang. Ucca siena maha siena về chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhapang nyatang upo tathang imang paratun imang jatiwasang samadewa afirakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani uposasi valasena iman charatan iman jidivasang satukang katawa apamadena samma arakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trời giới, hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su tần danh ti, si lê na phô ga sam ba da, si lê na nip bô tần danh ti, ta sa ma si y lang vi so, ta ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bầu trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm bột trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thanh duyên.
gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân thầu ý khởi tranh, ngược mong tăng bào đức lành từ dương. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba deva tu sabba buddha anupavana sada sati bhavan tu te. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba deva tu sabba dhamma anupavana sada sati bhavan tu te. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba deva tu sabba sangha anupavana sada sati bhavan tu te. Tất cả hạnh vô hạn có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư thiên tăng, chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Như Pháp và đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ Hòa thượng Tề Siêu, Hòa thượng Giác Đẳng cùng chư tôn đức, và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng internet qua Podcast, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022, Phật lịch 2566. Bài học hôm nay môn học kinh Tương Ưng, Sang Dứt Tán Nikaya, chương 7, Tương Ưng Bà La Môn, phẩm thứ nhất, bài 6, kinh Jata Jata Sức Tăng, người tóc rối hỏi chuyện rối. Do Tỳ Kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Con xin đọc chánh kinh. Dạ. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa thượng Giác Đẳng, Tổ Minh Hạnh, Thượng Tọa Tự Quyền cùng chư tôn đức. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe một giai thoại về một vị Bà La Môn. Xuất gia theo Đức Phật và chứng A La Hán quả. Vị Bà La Môn này đã hỏi một câu hỏi mà chúng ta tìm thấy
có một vị trời đi đến hỏi Đức Phật cũng có hỏi tương tự. Và được Đức Thế Tôn Ngài trả lời cũng với bài kệ tương tự. Và câu hỏi cũng như câu trả lời được là cái chủ đề cho Ngài Phú Thân Cô Xá, Ngài soạn cái quyển Thanh Tịnh Đạo. Nó cũng biết là một cái sự trùng hợp. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe cái phần chánh kinh. Kinh vào. Rồi sau đó sẽ cùng tỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên vị giảng sư hôm nay sẽ giảng giải ý nghĩa rộng rãi ở bài kinh này. Bây giờ xin mời cô Nguyên Xuân đọc bài Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Dạ, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tề Siêu đã giảng nhập bài pháp thoại. Bài pháp thoại ngày hôm nay, con xin đọc chánh kinh. Người tóc rối hỏi chuyện rối. Kinh Jata Jata Sức Tăng. Chương 7. Tương ưng Bà La Môn Phẩm A-La-Hán thứ nhất. Rối rắm là một trong những hệ lụy của kiếp người. Ai từng phải ngồi kiên nhẫn gỡ ra cuộc chỉ rối mới thấy được chuyện ấy khó thế nào. Cuộc sống, dù là chỉ riêng cá nhân với năm uẩn, đã có trăm ngàn mối rối. Càng ý thức thì càng thấy nhiều rối ren. Nhận ra được những tế toái muôn vàng và tìm phương tháo gỡ là dấu hiệu của người sống có hiểu biết. Đức Phật đi xa hơn với phương pháp vượt thoát những rối rắm trong đời qua sự thực hành giới, định, tuệ, kinh văn. Tại Sawatthi, bấy giờ Bà La Môn Ratthaparamacca đi đến Thế Tôn sau khi đến nói lên với thăm hỏi xã giao thân thiện rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi, Bà La Môn Ratthaparamacca bạch Thế Tôn: rối bên trong, rối ngoài, chúng sanh đầy rối rắm, con hỏi Đức Cồ Đàm, ai tháo bỏ rối ren? Thế Tôn: người trí y cứ giới, tu tâm và tu tuệ, nhiệt tâm và cẩn trọng, tỳ khưu thoát rối ren, bậc đoạn tận tham sân, vô minh cũng chẳng còn, bậc ứng cúng vô lậu, vì ấy thoát rối ren. Nơi danh sắc không còn, tịch diệt vô dư y, không xung đột sắc tưởng, ở đấy không rối ren. Được nghe vậy, Bà La Môn Ratthaparamacca bạch Đức Thế Tôn: thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, diệu pháp được Tôn giả Gotama hiện bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa pháp, xin nương tựa Tỳ Khưu Tăng, mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Ratthaparamacca được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Thọ giới không lâu, Tôn giả Ratthaparamacca sống độc cư, viễn ly, cần mẫn, không sao lãng, quyết tâm và tự thân chứng ngộ chánh trí ngay trong kiếp hiện tại.
Đây chính là cứu cánh mà những thiện gia nam tử đi tu sống không gia đình hướng tới. Vì ấy chính mình biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn gì trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Jatavaratwaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Thích văn Anto Jata Bahi Jata, trong rối ngoài cũng rối. Jata Yá Jatita Bacha, chúng sanh vương mắc rối rắm. Tăng Tăng Gotama Pukchami, con xin hỏi Đức Gotama. Cô Y Măng Quý Chá Tái Dê Chá Tăng Tí, ai là người gỡ ra được những rối ren? Si Lê Bá Tí Tha Giá Ná Rô Xá Pan Nhô, người trí y cứ trên giới hạnh. Thích Tăng Phán Nan Chá Phà Quá Giăng, tu tâm và tu tuệ. Atapi Nipako Phikhu, vị tỳ khưu nhiệt tâm và kiên trì. So Imang Quý Chá Tá Dê Chá Tăng, vị ấy thoát khỏi rối ren. Dê Sang Rago Chá Đô Sô Chá A Quý Chá Chá Quý Ra Chí Ta, người nhổ tận ái tham, sân, độc và vô minh. Khi Na Sá Hoa Á Rá Hanh Tô, bậc ứng cúng, lậu tận. Tê Sân Quý Chá Tí Ta, Chá Ta, vị ấy gỡ ra được những rối ren. Giác Tha Na Man Chá, Rupang Chá Á Xét Sân, Bá Rút Trá Thi, nơi mà danh sắc hoàn toàn tịch diệt. Bát Tí Phăng Rút Bá Săn Nha Trá, kể cả sự xung động với đối với sắc tưởng. Ết Tha Ết Thê Sa Chí Trá Tê Trá Ta Tí, ở đây không còn những rối ren. Thích nghĩa Jatavaratwaja có thể là Bà La Môn tóc bệnh hay tóc đanh, hoặc là người hỏi về chuyện rối ren. Câu người trí y cứ giới tu tâm và tu tuệ chỉ cho sự tu tập tam học giới định tuệ, do Tỳ Kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình. Con xin đạo tràng trang nghiêm đọc thỉnh pháp sư. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân thâm còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư sáng đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con trang nghiêm kính thỉnh mà Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài ngày học hôm nay, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Chúng con kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu và Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Tứ Thiện Đức Thượng Đức. Cùng Sư Tăng Đàn kính chào đến quý tu nữ cùng tu. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian Arahant Samma Sambuddho.
Mà trong kinh văn chúng ta vừa nghe cũng như thế. Rối từ bên trong, rối từ bên ngoài. Ai sẽ là người gỡ rối? Có thể nói rằng cuộc đời này rất là nhiều chuyện mà chúng ta biết là nó phiền muộn, nó đổ tới, nó xảy ra với tất cả chúng sinh là phàm phu, thì sẽ rung động, sẽ buồn khổ trước những cái được thua mất còn, trước những cái vui buồn, trước những cái khổ đau với những gì xung quanh tất cả chúng ta. Đó là một điều mà không ai có thể thoát được. Khó ai có thể thoát được nếu như chúng ta không có, có tu tập mà nó viên mãn. Thật sự ra thì nó cuộc đời nó rối ren, chứ chính từ chúng ta làm chúng ta rối ren, chứ với cuộc đời nó hết. Phiền não này cũng do tự mình tạo ra. Cái vui, cái buồn, cái được, cái thua, cái mất, cái còn thì chính là tự mỗi tất cả chúng ta. Rồi chúng ta luôn luôn đi tìm một cái gì đó nó muốn vừa lòng, muốn thỏa ý, phục vụ nô lệ cho lòng tham ái của chính mình. Cho cái sự cầu, sự mong, sự ước vọng, tất cả nhiều điều, nhiều thứ trên cuộc đời này. Thì những cái đó đó là những cái phiền não, những cái buồn, những cái rối ren. Mà chữ rối ren ở đây gọi là xài cái từ rối ren, nó cũng chính là từ chúng ta đã làm cho chúng ta rối ren chứ ai. Cái phiền não vốn nó đã quân tập của chúng ta từ quá nhiều rồi. Dục bộc, hữu bộc, tạc kiến bộc, vô minh bộc, vân vân. Hay hoặc là từ cái mà dục tiền miên, rồi sân tiền miên, phẫn nộ tiền miên, hoài nghi tiền miên, rồi vô minh tiền miên, vân vân. Nó đã ngủ ngầm bao nhiêu đó cũng đã đủ quá rồi. Trong quá khứ chúng ta đã quá rối ren rồi, trong hiện tại này chúng ta gây nhiều rối ren nữa, thì cả quá khứ hiện tại này, cái phiền não mà nó khởi sinh lên vốn là từ trong nó ngủ ngầm đã có rồi, mà gây cái nhân, gây cái nhân kích nữa, gây cái nhân hiện tại này nữa, thì chắc chắn rằng cái nó lại càng rối ren là chắc. Và chúng ta thấy cái chỗ thích văn, chúng ta mới thấy rằng nó rất là đặc biệt. Rối từ bên trong, chúng sinh vướng mắc cái rối rắm, đúng như vậy. Anto chata, ahi chata, trong rối ngoài cũng rối. Chúng sinh đã rắc rối như vậy, ai sẽ là người gỡ rối? Sự thật ra không có ai gỡ rối cho ta, mà chính ta phải có một cái sự tu tập. Mà như hồi nãy lời sư phụ Từ Siêu đã nói đó, đó là ngày ngày Châu Tí Cái đó, ngày đã chú giải ngày thích đó, vị tí khu và an trú y cứ giới tu tập tâm và tự, vị tí kheo ấy thoát triền, hay là vị tí kheo ấy thoát rối ren, thoát cái triền phược, thoát những cái sự rối ren trong cuộc đời này. Thì chúng ta lại xuyên một đống, một rối, một chùm đó, nó cứ đài chúng ta từ kiếp này, từ tiền thân cho tới hôm nay và cho tới mãi ngày sau, không ai có thể bước qua được. Nhưng làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được một chút ít, nếu nó được chúng ta để tu tập giới một cách viên mãn, tu tập tâm một cách viên mãn, tu tạo tuệ một cách viên mãn, thì cái điều đó đây là một việc quá quá tốt đẹp rồi. Nhưng có những cái
chúng ta cũng biết nó chuyển hóa nó bằng cách nó nhẹ hơn, nó đỡ hơn cái rối ren đó. Nó chỉ là một cái nhìn, nó mang tính tích cực hơn, nó cũng đã được đổi thay. Như những nỗi buồn, những cái niềm đau, những cái nỗi khổ mà chúng ta biết nhận diện nó, chúng ta biết soi xét nó thì nó cũng đỡ hơn. Có phải tự chúng ta đã nhai đi, nhớ lại nhiều những cái buồn đau làm cho tâm hồn mình đau khổ, tại sao chúng ta không nhìn thẳng vào chính nó? Người ta nói có nhiều khi sự thật nó mít lòng, nó đau như điều mà nặng nó ra một chút xíu rồi, như một mũi, như cái một ghẻ vậy đó, là chúng ta phải cho mũ nó ra thì chúng ta sẽ không còn đau âm ỉ nữa. Nó đau một chút xíu rồi nó sẽ hết đau. Đó cũng chính là một giá trị nhận chân cái sự thật của cuộc đời, nó là khổ. Nếu chúng ta biết các pháp trên cuộc đời này là khổ, còn hiện hữu trong cuộc đời là phải chịu cái sự không vừa lòng, chịu cái sự bệnh hoạn, chịu cái sự khổ đau, chịu cái sự nội tại ngoại giới của mình phải đau khổ, không phải nói thiết lý gì cả mà đó là sự thật, mà đó chính là sự thật đó. Cái nỗi buồn của tất cả chúng ta nó bắt nguồn từ nhiều thứ trong cuộc đời. Nếu nói theo tinh thần Phật pháp thì bắt nguồn từ cái tham ái, nhưng nếu nói theo trong cuộc sống thì nó bắt nguồn với nhiều cái, nhiều dạng, nhiều cái trạng thái khác nhau. Bây giờ người tu sẽ có cái buồn của người tu, sẽ có cái khó khăn của người tu. Người đời, người cuộc sống của cư sĩ nó sẽ có chúng ta gọi là cái khó khăn của người cư sĩ. Nhưng nếu như cả hai đó mà chúng ta không có ý cứ ở trên cái sự tu tập thì chắc chắn rằng cái buồn đó cũng không thể nào mà có thể kiểm soát, hay cái buồn đó, hay cái rối ren đó chúng ta không thể kiểm soát và chúng ta không thể vượt qua được. Người tu phải y cứ trên giới, đây là sự thật. Và nếu như người Phật tử cũng vậy, phải y cứ trên cái giới, và chúng ta có cái sự tu tập dựa trên cái giới rồi chúng ta mới buông bỏ được, chứ không thể nào mà nói rằng rồi chúng ta nhận diện ra cái nỗi khổ đau rồi chúng ta sẽ quên. Không được, phải có cái gì, phải có cái giới này, nó là một hàng rào, nó là một thiết lập bởi cho chúng ta một cái khuôn và một cái lập trình đó để chúng ta không thể đi ngoài được. Bởi vì như vậy thì những phiền não nó chưa sanh, không cho nó sanh những phiền não mà nó sanh khởi thì chúng ta chặn lại được. Và khi chúng ta tu tập, mà chúng ta tu tập về giới thì nó lại là bảo trì những gì này, tâm tư của chúng ta nó tốt đẹp thì nó được bảo trì và nó quân tập cho những gì tốt đẹp tiếp tục sanh sôi. Tức là ở đó, tức là nói đến tứ thận trừ tu và bảo cần, nếu nói trên giới đối với phiền não. Rồi từ cái chỗ có cái giới đó, rồi có cái tâm tu, có cái định, hay là chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật, hay chúng ta tu thiền chỉ, và đặc biệt chúng ta tu thiền quán, thì cái điều này thì nó mới gọi là cái, nó mới ngăn lại, nó mới dừng lại, làm cho tâm của mình nó không có rối ren nữa. Chứ còn sự thật do cái phóng dật và vô minh và phóng dật này nó kéo chúng ta, nó rối rắm vô cùng, nó tham ái nữa, và nó xỏ qua rồi cái sân đột, nó bùa cột, và tất cả chúng ta không thể thoát khỏi được cái sự đau khổ được. Thì ai gỡ được cái này? Tự chúng ta gỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta tu thì tự chúng ta gỡ, chứ không ai gỡ được cho chính mình. Bởi vì cái niềm đau nỗi khổ của nội phần, của ngoại phần, chính tự trong tâm của chúng ta.
cái tâm hồn chúng ta buồn chán, cái tâm của chúng ta nó quẩy quại, cái tâm của chúng ta nó lui sụp, cái tâm của chúng ta nó chứa đựng nhiều cái chúng ta gọi là cái tâm sự, hay nhiều cái nỗi niềm riêng đó, thì nó sẽ là ẩn hiện cả bên trong bên ngoài. Nếu như chúng ta có một cái chỗ để chúng ta y cứ, như chúng ta tu tập về, quán về, thôi kệ, cứ buông bỏ tất cả đi. Các pháp nó vô thường, rồi cũng sẽ qua. Không chuyện gì mà không qua. Các cảm thọ nó vô thường. Nếu người hiểu biết được Phật pháp, chúng ta suy nghĩ như vậy thì rất là tốt. Còn ngược lại, nếu như chúng ta cứ suy nghĩ mà nó cứ sợ, rồi cứ buồn, cứ khổ, thì cái buồn khổ mà chúng ta ôm ấp hoài thì nó cũng không có giải quyết được, mà lại càng có cái sự nguy hiểm. Có một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện về Edison nhà bác học. Hai vợ chồng cần cù làm việc rất là tốt. Cái một hôm, trong khi đang cần cù làm việc như vậy, dành dụm được nhiều tài sản, chỉ trong một cái đêm, cả hai vợ chồng đang ngủ thì căn nhà nó bốc cháy. Chứ ông bà vợ chạy thoát chết được cái đó. Thoát chết thì toàn bộ căn nhà nó bị thiêu rụi hết. Vợ Edison khóc vô cùng nhiều và đau khổ, nghĩ rằng kể từ nay coi như tài sản không còn, sự khổ đau vô cùng. Nhưng Edison thì im lặng, không có khóc như vợ mình. Mình nhìn đó, Edison mới nói rằng: hãy nhìn cái đám lửa cháy, mình còn thấy được cái đám lửa cháy thì mình còn cơ hội. Chứ còn nếu như không nhìn được đám cháy nữa cũng còn cơ hội. May mắn là chúng ta còn sống. Thì chúng ta thấy giữa hai cái thái độ của vợ và chồng, Edison nhìn một cách khác, còn vợ ông ta nhìn một cách khác. Edison nhìn một cái may mắn là chúng ta đã thoát qua cái khổ. Còn người vợ thì đắm chìm trong cái khổ đó. Đó là một câu chuyện. Khi chúng tôi đọc đến câu chuyện đó, chúng tôi thấy có đôi khi mình mất một cái gì đó, nhưng chưa chắc cái điều đó nó lại là một cái điều tuyệt vọng. Ngay cả tiền của, tài sản, danh vọng, sự nghiệp gì đó, nhưng chúng ta còn mạng, chúng ta còn được mạng sống là chúng ta sẽ làm được tất cả. Như chúng ta biết đó là chúng ta còn sức khỏe, chúng ta còn mạng sống. Còn có một số người khi mất mát như vậy thì người ta rơi vào tuyệt vọng. Thì cũng như thế, không chuyện gì mà không có giải quyết được. Bởi vì các pháp nó vô thường, hay cảm thọ nó vô thường. Nó có thể đến, nó cũng có thể đi. Nó có cũng như không. Nếu như nhiều người trong cuộc đời này chỉ trong một phút chốc là danh vọng giàu sang, cũng trong một phút chốc tiêu tan, ly tán, thê thảm, thì cái đó cũng là một chuyện bình thường. Vốn cuộc đời nó rối ren như vậy đó. Rối ren trong cái hữu tình, trong cái vô tình, do cái nghiệp lực nó xoay chuyển. Nhưng chính tự mình đã tạo cái sóng gió đó. Chính tự mình cũng dừng lại cái sóng gió đó. Có rối ren nó có cái cơ mình hay không, chính là chính mình. Có người có tiếp tục cất bước, có tiếp tục cố gắng, có tiếp tục để bước đi hay không. Rồi cuộc đời này, cái nhân quả thì nó cũng vẫn là như thế. Mạng sống và sự nghiệp, tâm tư tình cảm của con người đã bỏ ra, và rồi nó thành bại gì đó, tất cả tùy cái duyên. Nhưng rồi con người cũng vẫn tiếp tục lăn tôi sanh tử. Điều này là thật.
Nếu như chúng ta không biết dừng là cái rối ren ở trong hiện kiếp này, đó chính là an trú, đó chính là dựa vào giới, dựa vào tu tập tâm và tuệ để chúng ta ngăn ngừa, để chúng ta sát trừ hay để chúng ta chặn đứng. Đó là chính mình. Bởi vì khi cái chuyện tu tập này, một cái ý niệm tu tập, một cái ý niệm buông bỏ được hay không thì chính tất cả mọi người, chứ không ai buộc ai buông bỏ được, cũng không ai có thể dạy cho ai đưa đến mà có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả được, hoặc là có cái sự tu tập tốt đẹp được. Đời con người là một chuỗi dài của tử sinh mà, nếu chúng ta suy nghĩ và cũng chập trùng những nỗi niềm, những cảm thọ liên tục xảy ra. Là một người tu phải biết bình tâm ở trong cái hoàn cảnh, không có chuyện gì mà không giải quyết được. Cái hay của tất cả chúng ta là khi xảy ra tai nạn mà vượt qua, chứ không phải cái hay một người tài xế lái một chiếc xe chúng ta gọi là tay lái lụa, lái thì nó rất là yên, nó không có sốc cho cái người ngồi. Nhưng một người tài xế hay là khi đó, khi có tai nạn mà chúng ta xử lý để vượt qua cái tai nạn đó. Nó hay hơn là cái tay lái lụa. Cái tay lái lụa đó là khi chúng ta ở cái đường nó bằng phẳng, ở cái đường nó nhẹ nhàng, chúng ta thông thả, thì chúng ta chiều theo cái sự thuận buồm, cái sự im ả để nó tốt. Nhưng khi có sóng gió, có bão táp thì nó là một chuyện khác. Khi quý vị lái xe vào một buổi sáng bình minh và một buổi buổi trưa trưa thì nó rất là rõ ràng. Nhưng có những lúc chúng ta lái xe vào ban đêm, một cái màn đêm mà nó phủ toàn là bóng tối hết, ầm ầm đùng đùng, mà xe chúng ta phải lao đi, rồi lúc đó chúng ta mới thấy mọi cái vật chướng ngại, mọi cái sự nguy hiểm ở phía bên ngoài nó thật sự là khủng khiếp. Nhưng nếu chúng ta bình tâm, chúng ta bình tĩnh, từ từ lái về thì nó cũng vượt qua. Nhiều lần chúng tôi đi với tài xế, chúng tôi lái như vậy thì chúng tôi hỏi, khi mà lái như vậy vào lúc mà nó có giông bão chút xíu vào, nó có đen tối như thế này thì hình như là khó lắm phải không? Thì dĩ nhiên thưa sư, thì cái chuyện như sư đấy, ban ngày mình nhìn thấy hết trơn, bây giờ đèn mình có pha, mình có dội lên những điều mà sư thấy ở trong xe, mà tự nhiên mình cảm thấy nó không có bình thường được, thì sẽ biết là nó cái gió, cái mưa, đường xá nó cũng có rõ thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy chạy vừa vừa, chạy từ từ, chứ không thôi nó nguy hiểm. Thì cũng vậy đó, ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta gặp những cái phiền não, gặp những cái phiền muộn, chúng ta phải chịu khó nhận diện đối tượng một chút xíu, nhận nó một chút xíu, chậm lại để cái tâm mình, tức là chúng ta phải kiểm soát lại cái tâm mình, có cái sự kiềm chế cái tâm mình. Đừng có quá là tuyệt vọng, đừng có quá là mệt mỏi, đừng có quá là sợ hãi, đừng có quá là lo lắng. Chúng ta cố gắng hết sức mình, tất cả là nghiệp quả, chứ cũng không cần phải lo sợ nhiều. Nhiều khi chúng ta đang lo trong cái chuyện gì sắp sửa tới của mình hay là của người thân mình, nhưng rồi tất cả cái điều đó nó đều là dựa trên cái nhân quả thôi. Cũng như chính mình, có thể nói rằng quý vị sống ở nước ngoài cũng vậy, cũng nguy hiểm chập trùng luôn. Thí dụ bây giờ quý vị một đêm mà vậy mà nó mưa, mà nó lạnh nữa, rồi bão tuyết nó tới nữa. Nếu mà ai mà sống cái miền lạnh thì nếu mà không về nhà kịp, bão tuyết nó tới thì lúc đó thì quý vị thấy bao nhiêu là cái sự lo lắng sợ hãi. Cái hay không phải là người lái xe nữa, mà cái hay làm sao mà có thể về đến nhà rồi giông bão nó tới.
hay đã bị, đang bị dông bão, mà làm sao chúng ta có thể vượt qua được cái dông bão, hay trong cái dông bão đó mà không có nguy hiểm. Thì cũng vậy, cuộc sống nó rối ren, xung quanh ta gặp nhiều cái rối ren, xung quanh ta gặp nhiều cái phiền muộn, đau khổ, bực bội, khó chịu, nhưng chúng ta vẫn có thể kiềm lái được. Ở đây tức là kiềm hãm được cái tâm của mình, mà chúng ta không bị ngột ngã. Đây cũng là một cái điều tốt. Nó có hai cái trạng thái, một cái trạng thái của khổ, như một trạng thái của cái gì, của người tu chứng, thì cảm giác giàu cho cảm giác thọ lạc đó, nó cũng là chính là một cái rối ren, chứ không phải là cái khổ không nữa quý vị. Đứng trên cái nhìn của một vị hành giả tu tập mà để đoạn khổ gì khổ đó, thì những cảm giác thọ lạc thì đó cũng như là những cái cản trở, những cảm giác lạc đó cũng là những cái cản trở đó, những cái nguy hiểm, những cái mồi nhử của ma vương. À, chứ không phải là cái chuyện mà gây rối cho mình, mà cái tạo cho mình những cái điều kiện khó khăn ấy, thì chúng ta chết không nói. Như là một đàn nai mà bị bẫy mồi, đó cũng là chính là một cái rối ren, cái phiền não nó rối ren được. Ở trong cuộc đời này, chúng ta tu hay không tu, đúng hay không đúng, sai hay là không sai gì, tất cả là do chính mình. Có bình nhật, chúng ta có chuẩn bị chưa? Cái sự bình nhật, chúng ta phải lo cho phải dọn cho cái khu vườn của mình nó không có bị cái gì, nó không có bị rác, cái tâm của mình nó không có hoang vu. Nếu cái tâm của mình nó hoang vu mà nó nhiều cái vốn nó đã rối ren, mưa rào rối ren, giống và nơi rối ren, và bão rối ren tới nữa, thì chắc chắn là chắc. Cho nên bình thường chúng ta lo dọn cỏ rác ở trong cái vườn tâm của mình. Chúng ta cũng nên có cái sự quét dọn, có cái sự chăm sóc, có cái sự lau chùi. Khi tấm vải đã bị dơ, chúng ta biết giặt, chúng ta biết dụ nó, đẩy đi cái chỗ quê nhớ đó, quê nhơ đó, thì tấm vải nó cũng có thể trắng. Cũng về đời sống bình nhật của mình biết kiểm soát. Nếu như có những chuyện vui buồn gì đó, mình biết có sự dọn dẹp, mình không có cho chấp thủ nó, thì đây cũng chính là một cái cách để mà chúng ta chuẩn bị nó đỡ rối ren hơn. Thì đó cũng là chính là một sự tu đó chứ. Để tu tập, chúng ta an trú vào giới, an trú vào định, an trú vào tuệ, cái an trú vào pháp, an trú vào cái học giới của mình thọ trì, an trú vào pháp của mình đã được nghe, đã được học, mà chúng ta tu tập bằng cách tức là niệm về sự chết, niệm về cái sự vô thường, niệm về cái năm uẩn, chúng sinh vốn hiện hữu của năm uẩn này, thì một đống một khối của sắc pháp, một đống một khối của thọ tưởng hành và thức, là một đống nó khác nhau, nó rối ren khác nhau hết. Một cái câu nói người ta nói rất hay, tất cả chúng ta đều rối ren, nhân tình trường đổng gia gia hữu mà, thấy thái diêm lương xứ xứ đồng mà. Ở trong gia đình nào cũng vậy, ở trong con người nào cũng vậy, cũng có cái gì, cũng có cái vui cái buồn, cái tốt cái xấu, cái thiện cái ác, ở nơi nào cũng có ấm có lạnh, gia đình nào cũng có cái ngắn cái dài, thì chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta cũng không phải có một mình bị, mà tất cả mọi người đều là như thế. Nếu như chúng ta là một người tu, thì dầu cho là cư sĩ hay xuất gia cũng vậy, chúng ta phải có một cái sự chăm sóc, có một cái sự kiểm soát cái vườn tâm của mình hay tam nghiệp của mình. Mình sai mà biết mình sai, mình đúng mình biết mình đúng, bởi vì có cái chánh tri, chánh kiến, có một chánh kiến rõ ràng, có một cái trí tuệ để hiểu biết. Khi chúng ta làm tạo nhân,
sẽ cho ra quả. Khi mà chúng ta bị cái quả nghiệp mà chúng ta biết chấp nhận, biết đối diện để gỡ cái rối ren này, hơn là ở đó mà chúng ta than trời trách đất và chúng ta buồn thảm trong sự sầu khổ, thì không ai có thể cứu được ta, không ai có thể giữ giúp được ta được. Nếu như chúng ta tu cuộc đời sống tu, kính thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng nó rất là hạnh phúc, có phải như vậy không? Cuộc đời sống tu rất là hạnh phúc và rất là đau khổ, rất là vui, rất là buồn, rất là sướng mà rất là cực. Mà ai đứng ở trên những cái biên bờ này, người ta cũng sẽ chào thua trước cuộc tu hết. Cái gì cũng vậy. Nếu tu sướng thì mai tại sao mai tu? Nếu tu là khổ thì người ta tu làm chi để hứng cái khổ? Nếu chúng ta suy nghĩ nếu tu nó là khổ, vậy tu nó là cái gì? Tu nó chính là một cái sự học tập, tu nó chính là một cái sự chuyển hóa, tu nó chính là một cái điều mà chúng ta để thực nghiệm với tự thân của mình, mà xuyên qua những cái niềm đau nỗi khổ, cái vui cái buồn, nó thế thôi. Chứ còn trong cuộc đời này ai cũng vậy, chúng sinh phàm phu chứa đầy những tham lam sân hận si mê vô tàm vô quý phóng dật, nhưng chúng ta không thể nói rằng đừng có ý lại rằng bởi vì tôi còn phàm cho nên tôi được quyền sân, tôi được quyền tham. Không phải như vậy. Chúng ta còn phàm cho nên chúng ta chưa có viên mãn, chưa có được đầy đủ, chưa có được tốt đẹp, cho nên biết được mình còn phàm mà từ đó cố gắng và thắng phục, chứ không phải biết mình phàm. Nó nói tôi còn phàm cho nên đã như vậy thì chúng tôi có bị, có làm cái điều này thì nó không là điều lạ. Thì cái điều này không phải một tinh thần của Phật Pháp, không phải là một người gỡ rối được, mà chính chúng ta là còn người còn phàm thì chúng ta phải gỡ ra. Cái điều mà Đức Phật trả lời cho cái Dạ Xoa, cái Dạ Xoa Achata Pharodocha này gì, đó chính là có giới tu tập tâm và tuệ, người ấy có thể gỡ cái rối cho mình. Là từ cả chúng ta thôi, chính Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta cái cách gỡ rối đó, rồi chúng ta tự gỡ, chứ Ngài không gỡ cái rối ra chính chúng ta. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Hay cho đó, biết đó là phiền não thì phải tu tập những pháp đối trị, những pháp có nghĩa là để sát trừ. Nếu chúng ta sân tâm thì chúng ta tu tập từ tâm. Nếu chúng ta tham ái thì chúng ta tu tập những cái pháp và bất tịnh để diệt trừ cái lòng tham, vân vân. Hay con người chúng ta chấp thủ thì chúng ta tu tập về cái vô thường, quán về khổ não vô ngã để chúng ta buông bỏ. Chứ còn nếu như không phải tự nhiên một thần linh thượng đế nào cái ban phước giáng hòa cho ta, hoàn toàn không có chuyện đó. Bởi vì cho nên khi mà cái sự tu tập này chính là một cái đòi hỏi một con người phải có một cái tâm mà hướng cầu thoát khỏi cái sinh tử khổ đau, có cái trí tuệ, có một chí nguyện và có một quyết định, tức có một tinh tấn, và người ấy sẽ thành tựu được, sẽ mới gỡ rối được. Chứ còn không phải mà coi như là tu rồi chúng ta tu từ từ rồi sửa cái sân của mình, sửa cái tham của mình, sửa cái si của mình, nói chung chung vậy mà được. Mà chúng ta phải an niệm liền, phải lập niệm, phải lập trình liền để vào một chương trình ngay, chứ không phải là cái chuyện đùa nữa, không phải là cái chuyện bình thường nữa. Bởi cái chuyện rối rắm chính là từ trong tâm của một con người. Và nhiều người như vậy thì nhiều người rối rắm. Và biết như vậy thì khi người ta rối rắm mà chúng ta đừng có rắm rối theo người. Khi mà người ta chửi rủa mắng nhiếc mình thì chúng ta biết người ta đang rối.
thì thôi, coi như mình hứng mình chịu một chút xíu rồi, chứ mà đừng có người ta rối rồi mình rối lại nữa, rồi trả rồi chúng ta coi như là người ta chửi mình chửi lại, người ta đang rắc rối, người ta mang cái rối tới mình, rồi mình cũng mang cái rối trả lại cho, coi như là đối kháng lại với họ, thì chắc chắn là đau khổ. Nó nhiều lắm, rất là nhiều. Cho nên quả thật cái ở trong cuộc đời này, nếu mà tu tập, mà nếu chúng ta có một cái bình tâm một chút xíu đó, thì chúng ta mới coi rồi, chúng ta mới thấy rằng những cái buồn vui, những cái cảm xúc, những cái cảm thọ của mình nó rất là nhiều. Khổ đau và hạnh phúc nó như là một, như từng đợt sống, chứ từng đợt sống hạnh phúc xuất hiện, đợt sống đau khổ xuất hiện, những điều dĩ nhiên. Sống hạnh phúc thì ít, mà sống đau khổ thì nhiều. Cái đợt sống nó liên tục, nó không có dừng lại. Cái tâm tư của con người, cái tham ái, cái sân hận, nó cũng liên tục. Nếu như không có biết dừng lại, nếu như chúng ta không có cái gì, không có sự tu tập, thì hãy mà vui thích đó, thì chấp giữ, mà không vừa lòng thì khó chịu, ôm ấp quan cái giữ gìn. Nếu chúng ta biết nhìn cuộc đời này như cái sóng vỗ vậy, rồi từng đợt nó đi, rồi từng đợt nó đến, cái vui cái buồn, các pháp nó đến rồi nó đi, cũng vậy, sự thật nó đến nó đi, nó cứ sanh cứ diệt. Thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Một con người, bởi vì nhiều khi ta nói tu á, để biết buông bỏ, nhưng bỏ cái gì? Tức là chúng ta phải vượt qua nó. Vượt qua nó chính là bỏ, có phải như vậy không? Phải là dễ dàng bỏ được. Mà chính chúng ta phải nhận chân sự thật. À, rồi, các pháp nó vô thường, cảm thọ nó vô thường. Cho nên đừng có khổ đau. Nếu như chúng ta vượt qua được những cái phiền muộn thì cuộc sống của chúng ta nó tự tại, thì điều này quá là tốt đẹp rồi. Nhưng bỏ sau đây, trong khi còn biết bao nhiêu là cái điều phiền, biết bao nhiêu là trách nhiệm của gia đình, trách nhiệm của ngay cả của chùa chiền, của sư đồ, đủ thứ chuyện đó. Nhưng cái điều đó là chính chúng ta đã tự mang tới cho mình một cái phiền muộn, một trách nhiệm đó chứ. Sự thật mình ra đi, cuối cùng mình ra đi, ai đi với mình đâu? Chúng tôi nói thì là những cái chuyện đó, nó đời thường lắm. Mình chết đâu ai chết theo mình. Nhưng mình làm thì có người làm với mình, có người không làm với mình, và có người chia sẻ với mình, có người không chia sẻ. Nhưng cái hưởng thì cái hưởng, có thể cái người không làm cũng hưởng. Thì cuối cùng như thế nào, tất cả chúng ta chỉ là cái sự phiền muộn này là riêng của mọi người. Cái niềm vui nỗi khổ, cái đau cái buồn, hay là chính là cái gì, kính thưa toàn thể đại chúng, là cái rối ren này là chính tự ta, tự mình gây rối, tự mình phải gỡ rối bằng cái sự tu tập. Mà nếu như đoạn trừ cái phiền não đó thì chỉ bằng nhất thiết lộ mặt thôi. Đó chính là cái gì? Phải tránh né, phải phòng hộ, phải tu tập, phải kham nhẫn, phải thọ dụng, phải trí kiến mới đoạn trừ, mới cắt trừ được những cái rối ren. Hay là chúng ta tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ, tức là tu tập thiền chỉ, hay tu tập thiền quán, hay tu tập quán về vô thường, khổ não, vô ngã, quán về tứ đế, vân vân, quán về ngũ uẩn, rồi phàm sở hữu tướng, gia thủy hư vọng, tất cả chỉ là khối, là đóng hợp tụ trong cuộc đời này, chỉ là định danh giải danh, cho tên lên, cho địa vị lên, cho quyền thế lên, nhưng rồi cũng sắc uẩn này cũng kết thúc, thọ uẩn, tử uẩn, hành uẩn này cũng vẫn thay đổi, cũng sanh cũng diệt, cũng vô thường, cũng khổ não, cũng vô ngã. Và thế là chúng ta ra đi với cái nghiệp riêng của mình, ra đi với cái hành trang của mình, thiện hay ác,
tốt hay dữ, tốt hay xấu, điều thiện hay điều ác, là do chính tự ta tạo, không bà con quyến thuộc, không thân nhân người nào mà làm cho ta, làm cho người ấy tốt, làm cho người ấy xấu, mà chính tự tâm của mình hướng chánh hay hướng tà. Nếu như mình hướng chánh thì tâm nó rỡ, nó từ từ nó sẽ gỡ rối. Còn nếu tâm hướng tà thì đã đen đã khổ, lại càng rối đen hơn nhiều nữa. Nó chính tự chúng sinh mình thôi. Đã đau khổ, đã lộn xộn rồi, lại càng lộn xộn. Đã rắc rối, lại càng rắc rối. Nó mệt mỏi, lại càng mệt mỏi hơn. Sinh ra trong cuộc đời đã đau khổ rồi, lại từ cái chỗ tối đi đến cái chỗ lại càng tối hơn. Thì đây chính là tự chúng ta thôi. Và nếu như chúng ta sinh ra trong cuộc đời đau khổ, nhưng chúng ta nó xem như là một cái đi từ cái ánh sáng, đi từ cái bóng tối, từ bóng tối để chúng ta tiếp tục đi ra tìm cái ánh sáng, chứ đừng có từ chỗ bóng tối đi lên đến cái chỗ tối hơn nữa, chúng ta rất là đau khổ. Cho nên trong cuộc đời này không ai, đừng bao giờ xem thường một ai, đừng bao giờ cũng đừng có bao giờ mà phải đưa người ta lên thần thánh quá người ta một cách quá đáng. Tất cả mọi người cũng là bình thường, cái phước cái duyên họ hơn mình, họ giỏi hơn mình, họ tốt hơn mình, là cái duyên phước họ đang có. Và một cái người nào đó họ đang bất hạnh, họ đang bất lợi, là do cái nghiệp duyên của chính họ. Chúng ta đừng có khởi cái tâm lên phân biệt, hay khởi cái tâm lên để mà hại người hay là gây khó cho người. Mà chẳng qua chúng ta nên hiểu và thương cho họ, cũng như từ tâm với chính họ, hoan nghỉ với họ khi họ được thuận may, khi họ được tốt. Và khi họ bất hạnh thì chúng ta khởi lên từ tâm bi tâm để chúng ta có thể sẻ chia một phần. Chứ đừng bao giờ xem thường, bởi vì chưa chắc ai hơn ai đâu. Nhiều khi cái người đang khó khăn gặp khổ đó, nhiều khi người ta là Bồ Tát không chừng. Tiền thân người ta với nhiều cái điều tốt đẹp hơn ta. Cho nên đây cũng chính là cái tâm của mình biết gỡ rối, biết chuẩn bị những cái điều kiện tốt này để mình không phải bị rối ren. Chứ thường thường là khi mà chúng ta cứ chấp nhận với những gì trong hiện cuộc của mình có, chưa chắc đâu. Mình được yên ổn thì mình rất là mừng. Ai yên ổn mình lại mừng cho họ, và ai đau khổ thì mình cảm hiểu, cảm thương, từ tâm bi tâm với họ. Cái điều này là phải do tự thân của mọi con người là có một cái cư xử, có một cái dạy dỗ cái tâm của mình thôi. Cũng như bây giờ mình nghĩ rằng mình đừng nói xấu người ta, mình đừng nghĩ xấu người ta, mình đừng làm xấu, hành động xấu với người ta, mình đừng nói lời xấu với người ta, và tâm mình đừng có nghĩ xấu với người ta, thì cái đó do tâm của mình dạy. Chứ mình thường thường mình hay nói xấu người cho rằng mình tốt, mình phê phán người bởi vì mình nghĩ rằng người không bằng mình, hay mình phê phán họ như vậy để chen chân mình, hay để thế mình vào cái vị trí đó, chỗ đó, thì điều này cái này rất là tệ hại. Và như thế thì muốn nói như vậy có nghĩa là để cái tâm của mọi con người phải tự biết có cái sự chuyển hóa, phải có cái sự gỡ rối cho chính mình, chứ không ai có thể gỡ rối ai. Và như thế thì chúng ta mới có thể tu tập được. Và như cái lời dạy, và xin lặp lại, mà ở trong Thanh Tịnh Đạo Ngài Bồ Tát Cô Xá Ngài cũng đã dạy như vậy đó. Dạ, Bồ Tát Cô Xá cũng đã dạy như vậy đó. Vì tỷ kheo tu tập giới, tâm và tuệ, vì tỷ kheo ấy thoát triền. Hay là ở trong đây cái lời mà Đức Phật trả lời cho Bà La Môn, người nào mà tu tập giới, tâm và tuệ, người ấy có thể gỡ rối được ở trong cuộc đời mình. Đó chính là gỡ rối là cái gì? Khi tu tập tâm và tuệ, giới, tâm và tuệ, thì vị ấy tu tập đã viên mãn, đã thành tựu, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, tức là vị ấy thành tựu thánh đạo, thánh quả, chấm dứt sanh tử khổ đau, là như vậy.
Chỉ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin cô đâu điều trình bày qua cái bài học hôm nay là vậy. Chắc chắn quý vị sẽ được nghe trên tâm đức tăng quý ngài, sẽ thảo luận, sẽ giải bài để bài kinh hôm nay được đầy đủ ý nghĩa và sáng tỏ hơn nữa. Và chúng con xin kính chấm dứt nơi đây. Kính dân Phật Pháp là Đức Đức Trần, Thánh Tư Đại Thiên Vương, các vị chư Thiên Hồ Địa Chính Pháp, như cả các vị chư Thần, chư Thiên, chư Vị, chân Linh, Chất Linh, Chữ Linh, Thầy Chủ Đức, Thầy Chủ Quảng Nghiêm, cũng như tất cả nơi quý vị, mong tất cả được thành đạt, được tấn qua, mong tất cả được tiên vui tụ tập. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng giác cảm vô học chương trình. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sắc Ca. Sa thú kính trình thưa tất cả quý vị. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức Thần, chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm qua thì tối qua chùa có một cơn mưa lớn, mà chùa rất là cần, tại vì chùa cần nước. Nhưng mà rồi hôm nay hôm qua bị cúp điện, từ tối giờ bị cúp điện nên chứ tôi không có cái desktop, mà chứ tôi vào trong lớp học bằng phone. Do vậy trong lúc lưu học đó thì có thể là không có thấy được chư tăng. Trước nhất xin được hỏi là không biết Hòa Thượng Tuệ Siêu có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu nghe được, xin kính thỉnh Hòa Thượng Hoa Nghĩ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi Hòa Thượng Tuệ Siêu có ở trước máy không? Quý Phật tử thấy ngoài thiền tập tự quyền ra, chúng ta chẳng thấy Hòa Thượng Tuệ Siêu rồi. Bạch Hòa Thượng Tuệ Siêu, chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy về sự hiện hữu và qua giáo lý duyên khởi đó, thì nó cũng là cả một sự rối rắm của kiếp nhân sinh. Nói chung chúng sanh rối rắm, nhưng mà khi mà nói đến những cái triệt phật, nó cũng là một sự rối rắm, phiền não sự rối rắm. Có nhiều Phật tử nghĩ rằng thể mình nặng về tham thì mình giải quyết tham, nặng về sân giải quyết sân, nặng về si giải quyết si thôi, chứ nó cũng phải là chuyện gì rối rắm lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu cái sự rối rắm ở đây đó, thì mình nên hiểu như thế nào? Xin cái thỉnh Hòa Thượng Hoa Nghĩ nói rõ về điểm này. Anh Lưu Mục Vật Thầy chứ? À, kính bạch chư Tụng Đức Kinh Thường thì cái những rối rắm trong cái bài kệ này chữ chết ta rồi đã chỉ cho tất cả các phiền não kiểu nội truyền và ngoại truyền bái chết ta an tu chết ta là để chỉ cho năm hạ phần kiết sử và mười và năm cái thời kiết sử chúng sĩ triều phật là bị mười kiết sử đó nó trói buộc cho nên trước chức là bị ngoại triền trói buộc, là bị năm cái hạt phần ký sử là thân kiến và ghi giới cấm thủ dục ái sân. Khi nào mà đắc chứng được mà tu được quần thì thoát được ba cái triền phượng. Thân kiến hoài nghi với cấp thủ vân vân, cái này chúng ta hiểu rồi.
Đồng đúng với đạo truyền, chúng ta truyền nên cái thường phải cái sự thỉnh chân vi hơn. Cho nên chỉ có đến A-la-hán thì mới diệt được cái chữ chitta, thưa quý vị. Nó có rất là nhiều nghĩa. Nên ở đây chúng ta tùy theo chỗ chúng ta dịch. Còn nếu như mà ở đây trong cái câu hỏi thảo luận số 1 của Hòa Thượng Nhất Đẳng nêu lên đó, là cái sự rối rắm của thế giới bên trong và thế giới bên ngoài đó. Thật ra thì dựa theo cái câu từ mà Hòa Thượng đặt ra đó, thì chúng tôi trả lời được chứ không phải không. Nhưng mà nếu dựa trên bài học này đó, mà gọi là Anto Chitta Parichitta, Chitta Giác, Patita Pacha, nội triền và ngoại triền, chúng sinh bị triền phược, Tương Tương Gautama Pucchami, con hỏi Gautama, cô Y Băng, người chết tại dê, chúng ta ai thoát được trì này, thì trong cái trường hợp đó, cái chữ chúng ta trong trường hợp này nó không phải là cái sự rối rắm của thế giới bên trong hay thế giới bên ngoài gì cả, mà chữ chúng ta trong cái câu hỏi này nói đến nội trì ngoại trì là chỉ cho hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. Cho nên chúng tôi chỉ trình bày theo cái ý nghĩa mà chú giải của cái bài kinh một vị chư thiên, một vị trời đã đến hỏi Đức Phật cũng y như trong cái câu hỏi này, và Đức Thế Tôn cũng đã trả lời đoạn đầu cũng giống y như vậy. Người có trí trú giới Celebritaya Naro Spanyo tu tập và tuệ Chitang Panyan Chak Wa Sa Wa Yan, Atapi Nipako Phihu Nhiệt Tâm và Thượng Trần. Sau phí khu y băng vì chết tại dê tầng tỳ kheo ấy thoát trì, thì ở đây cái câu mà Đức Phật trả lời cho ông Bà La Môn này trong cái bài kệ thứ nhất, bài kệ này thì cũng giống như là Đức Thế Tôn đã trả lời cái câu hỏi cho vị trời, cho một vị trời Rosepeño, người có trí là người tục sinh bằng cái tâm kiết sanh thức, bằng cái kiết sanh thức tam nhân là có cái trí tuệ ẩm sanh, tức là có cái tâm tái tục tam nhân vô tham vô sân vô si là có trí tuệ. Silepatithaya tức là trú giới, tức là vị này tu tập về tăng thượng giới. Chí tăng sa quay văn tu tập về tâm là thích chí tăng sa quay văn tu tập tăng thượng tâm, tức là tu tập định theo thiền chỉ. Bình nhân sa quay văn là tu tập tuệ, là chỉ cho tu tập vipassana sa quay na
tu tập thiền quán, hay là Atipanya tu tập tăng thượng tuệ, Atapi diệt thân tức là cái sự tinh tấn, Dipako tức là cái sự thận trọng mới đi, là cái sự có cái sự suy nghĩ khé tác ý. Thì khi vị tỳ kheo có trí tu tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, với cái sự diệt tâm và cái trí tuệ sáng suốt, thì vị ấy sẽ thoát trì, tức là thoát khỏi 10 cái kiết sử. Như vậy cái chữ triền, chữ chất ta ở đây đó, chúng ta phải hiểu như là tiêu lượng cái sự trói buộc, cái sự ràng buộc. Còn nếu như chúng ta hiểu cái từ chữ chết ta mà chúng ta hiểu như là chữ rối, rối rắm đó, một người họ để tóc rối hay là tóc bệnh, họ để dài như vậy, rồi cái họ quấn loạn hay họ đang rối lên cho nó vung lên trên đầu, thì như vậy là người tóc rối hay tóc bệnh. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta lấy cái chữ chúng ta theo cái nghĩa rối rắm, thì nó mà hiểu cái sự rối rắm ở bên trong như bên ngoài, rối rắm bên trong tức là chỉ cho phiền não, còn rối rắm ở bên ngoài tức là chỉ cho các cái chủng loại kiến sanh ở trong ba cõi. Đó là nghĩa mà chúng ta đây thấy xác thực nhất. Cũng có vị khi mà họ giải thích cái rối rắm ở bên trong, rối rắm ở bên ngoài, nó tùy theo chỗ. Chúng ta giảng, chúng ta cứ môi ra chúng ta giảng, thì giảng tới sáng cũng chưa có hết các khía cạnh. Thí dụ rối rắm bên trong, rối rắm bên ngoài, nội ở trong nhà không cũng có cái sự rối ren rồi. Rồi khi mà đi ra ngoài xã hội, nó có rối ren của xã hội. Hoặc là ở trong nhà có sự rối ren ở trong nhà. Rồi mình đi đến cái công ty, một cái công sở mà làm việc đó, thì có cái sự rối rắm giữa sếp và các nhân viên. Cái đó chúng ta cũng kể như là rối rắm ở bên ngoài. Do vậy nếu mà chúng ta lấy cái chữ rối rắm bên trong và bên ngoài mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa thường thức á, thì thưa quý vị, muốn giảng cách nào cũng được á. Còn ở đây khi mà chúng ta giới hạn ở trong cái phạm vi pháp á, thì cái gọi là nội truyền ăn tô cho ta, ngoại truyền bái cho ta
thì chúng ta chỉ lý cho cái nghĩa là hạ phần ký sử với thượng phần ký sử thôi, vậy là đủ rồi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị sau chú kính thiền hòa thượng tiểu sư, bất hòa thượng muốn hòa thượng một điều này là chúng ta tạm hiểu một điều là cuộc sống thì nó có nhiều cái rối rắm, từ cái thô cho đến cái tế, từ đối với cái nhìn thường thức cho đến cái nhìn sâu xa. Nhưng mà có nhiều người họ tin rằng nếu chúng ta nhìn cuộc sống giản dị thì đời sống chẳng giản dị, mà nếu mà chúng ta nhìn đời sống rắc rối thì nó sẽ rắc rối. Thì muốn hỏi hòa thượng là nếu có người đó hỏi hòa thượng bây giờ mình cứ tập nhìn cuộc sống giản dị đi, thì cuộc sống nó có thực sự nó bớt rắc rối hay không, hay là cái gì nó rắc rối nó phải đơn giản là mình nhìn giản dị mình giải quyết được, thì xin thỉnh hòa thượng quan hỷ cho tôi biết một vài cái suy nghĩ của hòa thượng về điểm. Thưa tôi kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta ở nói một khía cạnh nào đó thì cũng đúng, là tại vì cái sự việc đó nó xảy ra nó rắc rối, nó rối rắm. Nhưng khi với một người có trí và người đó cảm thấy bình thường thì chính bản thân người đó không thấy cái gì là bị rắc rối. Còn một người không khéo suy nghĩ thì họ mới thấy cái chuyện đó là rắc rối. Cái đó là chúng ta nói ở một cái góc độ tùy theo cái nhìn của mỗi con người mà cái chuyện nó rắc rối hay không rắc rối. Nhưng mà nhìn cái góc độ khách quan đó thì anh nghĩ sao cũng được, anh cảm thấy yên tâm cũng được mà không yên tâm cũng được, nhưng mà cái câu chuyện đó thật sự là nó rắc rối. Nó rắc rối bởi vì nó là cái pháp hữu vi, cho nên khi mà nó sanh khởi có nhân duyên, do cái này có mặt mới có cái kia có mặt, nó chèo kéo với nhau rồi. Thì đó là cái sự rắc rối. Cái sự rắc rối chúng ta nói trên phương diện khách quan. Thì dù cho người như thế nào, thí dụ bây giờ chúng ta nói những dân quân họ tưởng hành thức là nó do từ các cái nhân duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên, vô gián duyên, hỗn tương duyên, vân vân, người ta mới hình thành cái sanh khởi. Thì chúng ta nói rằng là ứng pháp nó cũng rú ren như là cái tổ kém. Còn xuất pháp nó cũng không phải đơn giản, không phải ai, không phải có một người nào đó sắp đặt hay là tự nhiên nặng thành một cái sinh vật
như là lấy đất sét để mà nặng thành một cái tự người, tự thú đâu. Và sắc pháp này sanh lên do nghiệp chi phối, do tâm, do quý tiết, do vật thực, thì nó cũng rối thưa quý vị, nó cũng rối ren lắm. Cái rối ren ở ngoài đó thì chúng ta nói rối ren là do duyên hệ mà nó rối. Thì cho dù rằng thân hữu duy của Đức Phật, của các vị A-la-hán, thì cái thân hữu dư y, các hữu vi đó, nó vẫn sanh diệt rối ren như vậy. Nó vẫn rối ren như thế. Nhưng mà chúng sinh thường phu khi gặp cái hoàn cảnh vô thường, khổ vô ngã do sự vận hành của pháp hữu vi, thì bên ngoài rối thì cái tâm của họ cũng bị rối. Họ bị tới hai mũi tên lần, tức là thân thọ khổ thì tâm thọ ưu. Còn đối với những bậc thánh đã diệt trừ được phiền não thì thân không bị cảm thọ khổ, nhưng mà tâm không thọ ưu. Do đó chúng ta nói là cái tâm của Ngài không có bị rối, cho nên Ngài nhìn cái sự vật Ngài thấy không có gì rối. Khi mà Đức Phật Ngài đi đến tại Kosambi và trên đường đi khất thực, Ngài gặp một đám người do Thứ Phi Magadhyaya thuê mướn họ để chặn đường và chửi mắng Đức Phật. Những nơi đa không thể chịu đựng được cái lời sỉ vả Đức Thế Tôn như thế, cho nên mới cung tỉnh Đức Phật là đi đến ở chỗ khác. Thì Đức Phật này hỏi rằng này, nên đáp: nếu đi đến chỗ khác cũng gặp người ta mắng chửi nữa thì sao, mà Đức Thế Tôn hãy đi nơi khác nữa. Rồi nếu đi nơi khác nữa người ta cũng mắng chửi thì sao, bạch Đức Thế Tôn, thì mình tiếp tục đi nơi khác nữa. Đức Phật này khuyên Tôn giả Ananda không nên. Chỗ nào mà có cái sự, nếu có sự rắc rối thì hãy ở lại cho đến khi mà mọi việc nó được lắng dịu. Cái đó là cái sức mạnh của vị sa môn, sự nhẫn nại là sức mạnh sa môn, vân vân. Thì Ngài giải thích cho Tôn giả Ananda nghe. Thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy rằng đứng với một bậc giải thoát thì do cái tâm của Ngài không có bị rối, cho nên Ngài nhìn cái sự vật Ngài không có bị dao động. Nhưng mà đối với cái sự hiện, cái sự hình thành, cái sự khởi sanh của các pháp hữu vi thì đó là một cái định luật của pháp hữu vi, nó sinh khởi một cách rối ren gì. Chúng ta phải hiểu hai chỗ đó, chứ không phải gọi là đứng với phàm phu do mình bị phiền não nhiều, cái thân này nó mới bị già, bị bệnh, bị chết. Còn khi đối với bậc thánh như Đức Phật, tâm của Ngài không có bị rối do phiền não. Rồi cái chúng ta nghĩ rằng là thân Đức Thế Tôn là kim cang bất hoại, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, chúng quý vị. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Bây giờ xin cung kính Hòa Thượng trở lại. Bạch Hòa Thượng, đáng lẽ để Hòa Thượng đi nghỉ, nhưng mà chỉ xin Hòa Thượng xác nhận rõ một điểm này qua những lời Hòa Thượng giải thích vừa rồi đó. Thì như vậy là theo Hòa Thượng vừa trình bày đó, thì cái sự rối rắm đó, nó là cả hai phương diện chủ quan cũng như khách quan, phải không? Tức là phương diện chủ quan là do cái phiền não của chúng ta
suy nghĩ về thế giới này rắc rối, và sự rắc rối đó nó cũng là có phương diện khách quan, tức là từ bản chất của cuộc sống các hữu vi nó cũng là rắc rối, có phải như vậy không? Xin Hòa Thượng Quan Hỷ xác nhận về điểm này rồi thỉnh Hòa Thượng nghĩ. Quý vị Hòa Thượng Giác Đẳng, khi nãy chúng tôi có nói rồi là trên phương diện chủ quan thì có thể có người nhìn cái sự việc nó không rắc rối nếu như một vị có tu tập hay là một vị đã được giải thoát. Mình cũng vừa nhìn gọi cái sự việc xảy ra họ cảm thấy rắc rối vì cái tâm họ còn bị phiền não. Nhưng mà nói trên phương diện khách quan thì tất cả các cái sự việc nó xảy ra đều có cái sự rắc rối. Mình cái sự rắc rối nhất á là do cái định luật vận hành của các hữu vi, nó do duyên trợ tạo. Cái điều đó chúng ta phải hiểu về, chứ còn nơi này không phải là do cái nhìn của chúng ta xuống thấy đơn giản mà khiến cho cái sự việc đó nó trở thành đơn giản. Nếu mà do cái nhìn của chúng, do cái nhìn của người đó mà khiến cho mọi việc nó suôn sẻ, nó êm đẹp thì trong trường hợp này thì làm sao có thể xảy ra cái sự già, sự bệnh, sự chết chi phối chúng sanh được. Chúng tôi xin xác nhận cái điều đó. Bây giờ xin được phương tỉnh và thường trở lại nó mua cái thai nhà sa thu cái chuyện của thường thưa sư xin thỉnh sư huynh đề nghị thưa thưa quyền ơi thường tọa có còn ở trước máy mà nghe được không? Nếu được thường tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số số 4 dục, không biết là thường tọa tư quyền nghe được không? Một lần nữa xin hỏi thường tọa tư quyền có ở trước máy không? Nếu quý Phật tử ô dạ bà thấy Hòa Thượng Tuệ Siêu cầm biết, không biết Hòa Thượng có muốn nói gì bạch Hòa Thượng. Sư đệ cứ dự hỏi để sư huynh trả lời thêm cho vài câu. Còn bây giờ rung rung cũng có bị đào sa thu dạ bạch Hòa Thượng Tuệ Siêu chúng ta tại sao có thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Tuệ Quyền không có lên tiếng hả? Dạ chắc không có chiếc máy rồi sư. Dạ như vậy thượng tọa Tuệ Quyền nhớ ở trước máy tôi trả lời dùm cho một câu nữa rồi thượng tọa trả lời cái câu hỏi kế tiếp của thượng. Dạ được bực cho rằng hỏi đi. Bất Hòa Thượng Tuệ Siêu, chúng ta thấy ở trong câu trả lời của Đức Phật á, thì rõ ràng là Đức Phật ngài dạy là người có trí là y cứ trên giới để tu tập tâm và tu tập tuệ, và trong sớ giải thì nói rằng đó là sự tu tập tâm học giới định tuệ. Thì chúng ta là người tu không nói chi, nhưng mà đối với người đời đó, mà khi họ dùng rắc rối, họ nghĩ rằng rắc rối thì cách giải quyết rắc rối thôi. Chứ nếu mà mình phải tu như vậy là nó còn rắc rối thêm nữa. Và họ nói rằng chỉ chuyện tu giới không đã rắc rối, còn tu định tu tuệ thì liệu cái rắc rối này nó có thể giải quyết được rắc rối kia không? Thì không biết nếu họ một người họ cắt cớ hỏi như vậy đó, thì Hòa Thượng có nghĩ rằng cuộc tu nó cũng là một sự rắc rối hay không? Hay là nó có những cơ sở mà từ cơ sở đó chúng ta giải quyết được cái rắc rối hiện tại? Xin thỉnh Hòa Thượng cho một lời khuyên về điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chính vì chỗ đó
khi mà chúng ta dịch cái chữ chata, anto chata, bahi chata, nội truyền và ngoại truyền, là chúng ta phải hiểu ở đây là những cái phiền não trói buộc, những cái phiền não rối rắm ở bên trong, những cái phiền não rối rắm như là trói buộc chúng sanh, thân kiến và nghi với tâm thủ, dục ái và sân, ái sắc ưu sắc ngã mạn phong dục và vô minh. Thì năm cái đầu thì gọi là ngoại triền, hay là thượng, hay là hạ phần kiết sử. Kiết sử cũng là sự trói buộc, được sanh vô tánh ác. Còn năm cái sau đó thì gọi là ngoại triền. Và khi mà được hỏi ai có thể thoát được triền này, tức là thoát khỏi 10 sự trói buộc đó, thì Đức Phật Ngài mới dạy rằng, ở đây Đức Phật Ngài dạy rõ ràng là sô phí khú a ta pi di pa cô phí khú sô y băng vui chất thầy dê chất tăng. Thì ở đây đó là Đức Phật Ngài đã nói thẳng ngay một vị tỳ kheo ấy nhiệt tâm và thận trọng. Vị tỳ kheo nhiệt tâm và thận trọng, vị ấy sẽ thoát triền, có thể thoát triền. Thì vị tinh tấn tu tập phải tu cái gì? Thì đối với vị tỳ kheo muốn diệt trừ, muốn thoát khỏi một kiết sử, cắt đứt một kiết sử đó đó, thì phải là người có trí, trước hết là phải người có trí bẩm sinh, rồi phải an trú giới, phải an trú giới, tức là an trú trong cái chân thượng giới, lấy giới làm nền tảng mới là tu tập tăng thượng tâm, chích pha qua dân, tức là tu tập vì thiền chỉ samatha phavana, rồi sau đó là tu tập về thiền quán, hay là tu tập tăng thượng tuệ atipanya phavana phavana. Thì khi mà tu tập như vậy đó, thì bị đó tiến hành thất tịnh, tức là tu tập giới, an thú giới ở đây tức là thành tựu về giới tịnh, chính tâm vị xuất thiết. Tu về thiền định thì gọi là tâm tịnh, chính tâm vị xuất thiết. Tu về tuệ đó thì vị đó đi qua năm cái tịnh, là kiến tịnh đến thiết vị xuất thiết, rồi đoạn nghi tịnh, căn kha với ta nát vị xuất thiết, rồi đạo phi đạo tri kiến tịnh, mắt ra mắt ra nhà nó đã sanh nát vị xuất thiết, hành lộ tri kiến tịnh patipada nhana dasana visuddhi, rồi tri kiến thanh tịnh nhana dasana visuddhi. Thì bảy tịnh này đó là bảy giai đoạn ở trong cái quá trình tu giới định tuệ mà tôn giả Buddha Mantaniputta ngài đã trả lời câu hỏi của tôn giả Sariputta nói về thất tịnh. Cho nên trong cái bài kệ này đó nói đến ba cái giai đoạn tu tập là tu tập giới định tuệ, nói ba cũng được mà nói bảy cũng được, bởi vì cái phần tu tuệ tới năm tịnh lận, từ kiến tịnh cho đến tri kiến thanh tịnh. Thì cái trường hợp này đó, ở trong cái bài kệ này, nếu mà dịch đúng theo ý nghĩa thì rõ ràng là ở đây là Đức Phật Ngài xác định một điều là vị tỳ kheo đó phải tu tập như thế. Chứ ở cái bài kệ này không có đề cập đến cái sự việc rắc rối ở nhà hay ở ngoài đường. Mà quả thật vậy, nếu như mà cái, ra đường mà gặp cái chuyện rắc rối, về nhà gặp cái chuyện rắc rối, cha mẹ cãi lộn với nhau,
hay là con cái hỗn hổ cha mẹ rồi mức độ gia đình bị rối ren lên, thì trong cái rối ren lên làm sao mà tu tập với định tuệ được? Không có lý do gì mà Đức Phật này lại khuyên những người cư sĩ hay những con người sống trong xã hội phải tu tập với định tuệ hết. Chúng ta phải nhớ cái chỗ này. Ở điểm này Đức Phật càng nhất mạnh là vị tỳ kheo muốn thoát khỏi nội triền ngoại triền, tức là thoát khỏi phần ký sử, thượng phần ký sử, là vị đó phải tu tập với định tuệ để chứng quả là hắn, để chứng quả là hắn. Cái con chót ở dưới thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây đó, bậc đoạn tận tham sân si, vô minh cũng chẳng còn, bậc ưng cúng vô lậu về ái thoát rối ren. Thì trong trường hợp này là cái bài kệ này là Đức Phật này thuyết người nhắm đến cái mục tiêu là đắc quả a la hán. Vì do đó cho nên không có một cái không có lý do gì mà chúng ta lại nói là phải cư xử như thế này như thế kia, mỗi người nhịn tiếng vân vân. Đương nhiên ở ngoài đó thì cái chuyện mà rối rắm ở trong gia đình, rối rắm ngoài xã hội thì bây giờ thì chúng ta phải nhịn, phải nhịn tiếng. Thì quý vị đừng nói chi là bài học, chỉ là cái khâu thảo luận thôi là chúng tôi đã gặp cái sự rắc rối rồi. Khi nãy Hòa Thượng Giác Đẳng hỏi chúng tôi, hỏi trực tiếp, thì chúng tôi nhắm mắt lại, chúng tôi nghe, lắng nghe, thì cái câu hỏi cái nội dung khác. Mà bây giờ thì Phật tử đăng lên nói rằng là Hòa Thượng Tuệ Siêu đang giảng giải câu thảo luận số 4, nếu bản chất của cuộc sống là rối rắm thì cuộc tu có rối rắm chăng, thì nó lại nghĩa khác, nó lại ý nghĩa khác, là chúng tôi phải mất thêm 10 phút nữa để giải cái câu này. Cho nên nói cái vấn đề thảo luận câu là chúng tôi cũng gặp rắc rối, rối rắm rồi nữa. Thôi thì bây giờ chúng tôi chỉ trả lời cái câu hỏi sống, cái câu hỏi trực tiếp và Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu thôi. Xin tỉnh Hòa Thượng trở lại. Dạ vâng, là cái lời chia tay của thượng thượng để siêu chắc để giải thánh sư Quyền đi nghỉ. Sư tổ Tư Quyền ơi, sư tổ có nghe được không? Nếu sư tổ nghe được, sư tổ thì trả lời cho câu số 4 là cuộc sống nó rắc rối rồi, nhưng mà khi mà mình nói mình tu á thì liệu cuộc tu có rắc rối hay không, hay là cuộc tu nó đơn giản? Xin tỉnh sư tổ Tư Quyền, không biết sư tổ Tư Quyền có nghe được không? Dạ, thưa con nghe rõ. Dạ, thưa con. Dạ. Dạ, kính lễ đến Thượng và Thượng Giác Đẳng. Là bên hành đại đức tôi đi đức tôi đức cùng chư tăng này hiện tại chờ đối với từng người cùng chư Phật tử và cũng kính tỉnh để sư phụ đi nghỉ và kính chúc sư phụ một đêm an giấc. Giờ quả thật kính bạch Hòa Thượng, cuộc sống nó rối rắm, nó rối rắm vậy, cuộc tu nó có rối rắm không? Ở đây chúng ta phải hỏi cô tu làm sao. Cái điều là tu sao? Có một số người đó, trước khi họ tu đó, họ đi vào chùa đó, họ thấy cuộc sống bên ngoài nó mệt mỏi, nó lộn xộn quá. Mà khi họ đi vô trong đó, thì họ thấy cũng một số chuyện nó cũng lộn xộn nữa. Có một số người nó so sánh, còn nó thấy rắc rối bên ngoài, vô đây nó cũng càng thấy rắc rối hơn. Thì mà thật ra thì nói như vậy thì chính con người đó quá rắc rối, quá rối rắm đi, đúng vậy đó. Chính con người đã quá rối rắm. Cuộc sống tu là một cuộc sống nó trầm lắng yên ổn, nhưng chúng ta có làm đúng cái bản chất tu thì nó như thế. Còn nếu chúng ta không làm đúng cái bản chất tu thì từ trong sâu thẳm của con người, vốn cái bản chất của mình nó rối rắm rồi, thì cái diện mục của mình nó cũng lai lại như thế, cũng rối rắm. Khi mà mình vào chùa mình tu, mà mình không chuyên tu, mà mình cứ nhiều chuyện
tấp bên bờ này bàn thảo thời sự kinh tế chính trị, nói qua bờ bên kia chuyện gia đình xã hội, làm ăn buôn bán, ghé qua bên nọ nói về chuyện bạn bè, kể lại những chuyện trước khi vào tu, ngay cả trở thành các vị tu sĩ luôn, ngay cả trở thành một bậc xuất gia luôn. Chứ đừng nói chi là những người mà tu chỉ là tu ở một cái thời gian ngắn. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta cuộc sống nó rối ren bên cuộc sống bên ngoài, chúng ta vào bên chùa, chúng ta tìm một góc nhỏ, tìm một nơi chốn nào đó để chúng ta tĩnh tâm, để chúng ta thành tâm, để chúng ta thật sự chúng ta tu tập, hay chúng ta tích cực chúng ta tu tập, thì cái điều này nó quá yên ổn. Cho nên quả thật thì cũng xin nói thẳng là như vậy, nó đúng hay nó sai, hay nó được, nó được yên ổn hay không là chính do tự tâm con người mình. Có nhiều người thì cũng rất là hay. Quả thật cái này Bạch Hòa Thượng con đã thấy. Và nó phải nói rằng khi mà con bỏ ra một tuần, con buông bỏ tất cả những chuyện của gia đình, của việc làm, của trách nhiệm, thì con đi vào chùa con tu chỉ có một tuần thôi, mà chỉ là ngồi tu thiền, hay là chỉ ngồi tu, chỉ sinh ở một cái thất đó, rồi họ tu, chứ không phải là những khóa thiền tích cực đâu, thì họ cũng cảm thấy rằng họ rất là an lạc. Thì hồi xưa lúc đó con có quen với một cái anh đó, là quản lý của một cái công ty mà đa chức năng luôn. Anh cứ đi suốt, anh không bao giờ anh có mặt ở gia đình. Như điều anh tức là 2-3 ngày rồi anh quay về nhà, hay quay về nhà. Anh cứ nay đi tỉnh này, mốt đi tỉnh nọ, đi nước này nước kia. Thì cuối cùng anh cảm thấy mệt mỏi quá, thì anh mới xin nghỉ phép một nửa tháng, thì anh dành một 7 ngày là vào chùa đi tu. Thì mình cũng thấy rất là lạ, mình thấy. Rồi anh nói, mình nói gì chứ, nhiều chuyện quá gì làm sao mà tu được, làm sao mà anh ngồi anh có thể tu được. Thì nó, con nói thật cho sư nghe đó, thì mấy sư cũng đã dạy con rồi, bây giờ cứ bỏ ra ngoài hết đi, bây giờ vô đi tu. Thì trước khi mà con đi vào trong chùa này thì con cũng đã làm việc tất cả trơn rồi, thì ngay lúc đó con up hết tất cả những cái thông tin điện thoại hoặc là những cái chuyện gì, con báo cho gia đình là con đã vào chùa đó, ở chỗ đó đó, đừng có lo gì hết. Thì quả thật như vậy thì gia đình cũng lo gì, anh đã chuẩn bị rất là gọn gàng, và anh cũng xin cho anh miếng cơm miếng nước là đủ rồi, anh cũng không cần cái gì gọi là cao xa. Thì sau một tuần anh đi ra, con còn nhớ, tại vì anh cũng quen, và trước khi anh đi về đó, anh ghé chào, thì hỏi thế sao ở tuần thế như thế nào. Thế nó con nói thiệt sư, bây giờ con nói thiệt con muốn ở chùa luôn, con muốn đi ngoài rồi. Mà anh ta làm rất là nhiều tiền, nhưng người ta nói hổ, con cảm thấy 7 ngày qua con rất là hạnh phúc, con được sống ở trong cái an lạc yên ổn, mà không có nghe một cuộc điện thoại nào phải giải quyết chuyện này chuyện kia. Con chỉ tới giờ con ngồi thiền, rồi con đi kinh hành, rồi con ngồi đó, cái con cầm cái viết lên, con ghi lại những cái gì, cái tâm tư của con đã trải qua trong một ngày hôm nay, hay là từ sáng tới trưa, trưa con ghi lại, tối con ghi lại. Con chỉ làm như thế thôi, và con không có nghe một cái tin tức gì ở bên ngoài vào. Con không thấy nó khỏe dễ sợ luôn, con muốn ở đây luôn vậy. Nhưng điều mà thôi, cái chuyện con phải về rồi. Thì kính thưa quý vị, đó, một chuyện đơn giản như vậy đó, nhưng điều anh ta biết cách sắp xếp, biết cách tức là gỡ rối cho mình, ngăn tại đây không cho những cái rắc rối tới nữa. Anh ta chỉ xử lý những chuyện gì ngay trong cái thời gian một tuần lễ đó. Sau này thì anh không còn ở Việt Nam nữa, anh đã đi rồi, đi bên nước ngoài rồi. Anh đi qua bên Phần Lan sống rồi. Thì phải nói rằng là trong cuộc sống tu nó cũng vậy,
chúng ta biết dừng lại thì nó mọi chuyện nó dừng lại, còn nếu chúng ta không biết dừng lại thì nó cũng vẫn trôi như bình thường, dầu cho là cái thân là tu sĩ hay là người trong chùa, nhưng nếu mà không biết, không biết có sự thu thúc, không biết có sự dừng lại thì nó vẫn mãi trôi thôi. Cho nên cái rối rắm ở cuộc sống xã hội rồi, ở trong chùa nó cũng có những cái phiền muộn ở trong chùa, nhưng quả thật là do những con người phiền muộn gặp nhau thôi, chứ sự thật không ai mà ở trong chùa mà gây cái phiền muộn cho ta, mà chính là tự ta phải gây phiền muộn cho chính mình. Bởi vì trong chùa thì mỗi người nó có một cái phòng ốc riêng để sống của tự thân, chứ không có gây rối. Và những người đó đã sống dựa trên cái tinh thần pháp luật mà tu tập, thì ở đây chúng ta thấy cái chuyện được tu được, được tốt được xấu gì đó là do chính mình thôi. Chứ đừng có nói rằng nhiều khi thôi bây giờ mình được vô chùa xong rồi bắt đầu cái tự nhiên ở trong chùa, cái tự nhiên cái vô đó xong cái tự nhiên cái buông hết bỏ hết, không có chuyện ở đâu. Vào cửa chùa mà chúng ta biết, biết buông bỏ ở ngoài chùa những cái gì của chúng ta kìa, chứ còn nếu chúng ta mang theo vô trong chùa thì nó cũng như thế, nhưng nó cũng đỡ hơn, thì nó ít có nhiều cái cảnh nó sanh sự sanh tình cho kính chúng ta. Chứ quả thật là đòi hỏi mọi cái người có một cái tính. Dĩ nhiên ở trong chùa thì nếu như chúng ta vào chùa thì chúng ta đi theo một cái, ở trong một cái khuôn phép, ở trong một cái môi trường thì nó khác hơn, thì nó đỡ hơn, tích cực hơn. Dạ, thì bạch cô thượng, đây chính là cái câu trả lời của chính con, là như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trần, thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của chư Tôn Đức để chia sẻ thêm về bài kinh này. Như quý vị nào có lắng tai nghe đó, thì Hòa Thượng Từ Siêu có nhắc là đây là một ở trong những bài kệ rất là quan trọng mà Ngài Bố Thất Khô Xá đã dùng để mở đầu cho cái quyển sách rất là nổi tiếng trong Phật giáo, đó là Bộ Thanh Tịnh Đạo. Thưa quý vị, có nhiều học giả đó, thì xem bài kệ này có một phần nói về giáo lý tứ đế, nhưng mà chúng ta có cái sự cảm nhận về bài kệ này như vậy là cuộc sống đó, nó vốn là một sự rối rắm, khó tìm ra cái đầu mối. Và do vậy nó tạo nên sự lẫn quẩn gọi là samsara. Và khi có một người đến hỏi Đức Phật, và quả thật là vị này đưa ra cả hai cái sự rối rắm. Trong bản sứ giải của Thanh Tịnh Đạo thì nói rằng nội truyền và ngoại truyền đó, là một cái nói về năm hạ phần kiết sử, một cái nói về năm thượng phần kiết sử, tức là 10 phiền não. Nhưng mà kỳ thật nếu chúng ta đọc kỹ trong bài kể này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật đề cập đến hai cái thế giới rối rắm, một thế giới rối rắm chủ quan và một là thế giới rối rắm khách quan. Và cái giải pháp mà để diệt trừ sự rối rắm đó là đoạn cái phiền não nội tại bằng cách tu tập tâm học. Nhưng mà riêng cái câu sau đó, chỗ nào mà danh sắc diệt, chỗ nào danh sắc diệt mà không còn có cái dư y, thì thật ra câu đó chỉ cho Niết Bàn. Niết Bàn là một câu trả lời về cái thế giới khách quan. Cho dù bản thân, bản tâm của chúng ta không muốn rắc rối, nhưng mà tự cuộc sống là rắc rối, tự pháp tử vi rắc rối, tự cái sự hiện hữu của duyên sanh và duyên hệ là rắc rối. Và do vậy chúng tôi thì
đọc bài kinh này không có hiểu là cái lối sống bên trong bên ngoài hay là nội triền ngoại triền đó, được hiểu là năm thượng phần hay năm hạ phần như trong bản sớ giải. Nhưng mà chúng tôi lại hiểu cái điều này đó là Đức Phật ngài dạy về cái rối rắm do cái phiền não. Và khi chúng ta đoạn tận phiền não đó thì cái đó là đoạn tận cái rối rắm bên trong. Nhưng mà cái rối rắm khách quan á, lục của thế giới này đó, thì phải đoạn tận bởi Niết Bàn. Bởi vì chúng ta đọc kỹ đoạn cuối là chỗ nào danh sắc diệt. Dạ, danh sắc diệt, cái không xung động sắc tưởng, dạ, và không còn có cái dư ý, thì cái đó chúng ta gọi là vô dư Niết Bàn. Thì Niết Bàn cũng phải thực sự không còn rắc rối nữa. Thì như vậy đó là chúng ta hiểu lời kinh ở cái mức độ mà chúng ta gọi là sâu xa theo trong kinh điển. Nói một cách khác là khi mà nói đến cái cứu cánh đó, thì chúng ta nói là đạo quả và Niết Bàn, bốn đạo bốn quả, xem như giải quyết cái rắc rối bên trong, và Niết Bàn là giải quyết toàn bộ thế giới này. Dạ. Bây giờ trở lại với đời sống hàng ngày, một người có trí tuệ thì hiểu rằng cái bản chất của cuộc sống nó vốn là rắc rối. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục và tiếp tục chạy theo thì nó tương tự như là một cái cuộn chỉ rối mà chúng ta cứ nắm một thứ nào đó chúng ta rút thật mạnh, càng rút thì nó càng cột rối. Chúng tôi có so sánh bốn cái bản dịch tiếng Anh á, tất cả các vị đều dịch chữ chữ này gọi là chữ chữ cha tái, các vị dịch là tangle tức là sự rối rắm hay là chỉ rối. Dạ, chỉ rối có cái này nó vướng cái kia vướng cái nọ. Chúng tôi biết là có những người mà họ phiền não đó, họ đang giận một người, họ đang phiền một người thì không có cách nào gỡ ra được hết. Mình giải thích đầu này họ cột đầu kia, giải quyết đầu kia họ cột đầu nọ, tại vì sao? Cái bản chất của họ rắc rối thì chúng ta không thể gỡ ra được. Mình càng nói nó càng rối, càng nói càng đi xa. Giống như trong học Tinh Hoa đó, rằng cái ông mất dê, ông mất con dê mà ông đi tìm đến ngã tư, gặp đến ngã ba thì ông chọn một hướng, rồi đến ngã tư ông chọn một hướng, mà càng đi càng xa, càng đi càng lạc. Chúng ta cũng tương tự như vậy. Cứ nghĩ trong cuộc đời này, mỗi khi mà có những chuyện phiền muộn đó, thì chúng ta cứ trách đầu này, giận đầu kia, hay đổ thừa cái nọ. Nhưng mà chúng ta càng, người ta nói là không nói cảm ức, mà càng nói thì càng tức. Càng tức không nghĩa là chúng ta gỡ rối được. Vì vậy, trong cái nguyên lý của sự tu tập á, là đầu tiên là chúng ta phải tự mình đặt mình vào cái khuôn khổ nào đó. Và đây là một điểm rất là hay trong đạo Phật. Chúng ta có ngũ giới, có ba quan trai giới, có sa di giới, có tỳ kheo giới. Nhưng mà thưa quý vị, ở các cái trường thiền đó, người ta còn có một thứ giới khác, đó là cái thanh quy ở trong tu viện. Thanh quy đó là gì? Là một người đến hành thiền đó, thì nói thì nên theo cái khuôn khổ như vậy, ăn theo khuôn khổ như vậy, đi đứng sinh hoạt theo khuôn khổ như vậy. Và những lúc mà chúng ta cho phép mình được sống trong những cái khuôn thước đó, trong sự hướng dẫn đó, thì ít nhất là chúng ta đang giảm bớt cái rối rắm về bản thân của mình. 100 người mà gặp chuyện rắc rối mà cứ lo tìm cách một cách giải quyết một cách cuồng nhiệt, một cách điên cuồng, thì bảo đảm nó rắc rối thêm. Chúng tôi có rất nhiều lần mà gỡ chỉ thưa quý vị. Người miền Nam có câu gọi là bút chỉ cà tha, mà không ai biết chỉ bút chỉ cà tha là gì, nhưng mà chỉ cà tha rất là chỉ chú nguyện, mà do ảnh hưởng người Campuchia đó, có khi ta tụng kinh người ta dùng cái cuồng chỉ ngũ sắc họ cuốn lại. Và chư tăng á, đôi khi
những người mà Phật tử họ dọn không để ý chứ, những cái cuộn chỉ cuốn sách nó rối lại và ngồi mà gỡ nó ra cực lắm. Không biết là có vị nào mà đã từng gỡ những cuộn chỉ rối chưa. Chúng tôi nghĩ là những người lớn bên Mỹ ít khi nào dùng tới cụm cái cuộn chỉ lắm, mà cái gì khi nó rối quá chỉ còn cách là cắt bỏ đoạn đó thôi, cắt bỏ, tại vì mình càng rút càng rối. Thì như vậy việc đầu tiên của chúng ta đó là tạm thời mình quên đi cái lý sự này, quên đi cái quan niệm kia, để chúng ta ghép mình trong một khuôn khổ. Và chúng ta trở về với một cái mấu chốt rất là căn bản, đó là tu tập tâm và tu tập tuệ. Tu tập tâm ở đây làm sao tăng tâm có được cái sự yên tĩnh, lắng động. Và một cái tu tập tăng tâm quan trọng đó, đó là phát triển sự tập trung và định lực. Cái định lực nó giúp cho chúng ta nhiều lắm thưa quý vị. Định lực tức là mình làm một cái gì đó, mình hướng tâm cái gì đó, rồi chỉ biết cái đó thôi. Cái vấn đề rắc rối cuộc sống là chúng ta càng nhảy lung tung, càng chạy lung tung thì càng chết. Cái kinh nghiệm về về cuộc đời này, hồi xưa chúng ta học đó là một chiếc thuyền mà đi mười mấy người, mà trong lúc nó lắc lư đó, mà kẻ chạy qua người chạy lại, chiếc thuyền dễ chìm lắm. Tại cái độ chạy nó làm cho người ta bị rung lắc nhiều hơn, không giải quyết được. Hay là trong một đám đông, họ đang tụ tập coi đại nhạc hội hay là coi đá banh này nọ đó, mà trong lúc đó mà có một người hoảng hốt bỏ chạy và những người khác cũng bỏ chạy đó, thì nó sẽ rơi vào trong tình trạng gọi là stampede, là dẫm với nhau, dẫm với nhau. Và trên thế giới này năm nào cũng có người chết vì sự dẫm đạp đó hết. Do vì một cái thượng sách mà chúng ta giải quyết những rối rắm trong tâm đó là phát triển định lực. Những lúc đó nếu quý Phật tử có thể hít vào thật chậm, thật sâu. Khi chúng ta hít vào thật sâu, thật chậm thì thở ra cũng thật sâu, thật chậm. Thở ra thật chậm trong 3-4 hơi thở như vậy, và tập theo dõi hơi thở. Mình phải có một cách tu như vậy là xem hơi thở là cái phao. Ở trong lúc mà rắc rối, bực bội, phiền muộn, thay vì nghĩ chuyện là kẻ này đúng, kẻ kia sai, phải quấy, mình bị thế này, mình bị thế kia, thì ngưng lại, đừng nghĩ chuyện đó nữa. Mình tự hỏi là mình thở vô hay thở ra. Và nếu mình không rõ thì thở vô hỏi ra, cứ hít vào thật chậm, thật sâu, và từ từ thở ra trong vài ba hơi thở như vậy. Hãy trở về hơi thở, dùng hơi thở làm biểu phao. Chúng ta phải tin vào Đức Phật. Tu tập định tức là tu tập tâm. Tu tập định đó, tức là giúp cho chúng ta được bớt đi cái sự chi phối bởi nhiều thứ. Thật ra cuộc sống không giải quyết được đâu. Cuộc sống giải quyết được. Quý vị để ý một người là một người đang sân, đang giận, đang bực bội đó. Mình có giải quyết 100 cách gì nữa, người đó cũng hết. Tại tâm họ đang bực bội. Vì làm gì bây giờ? Chúng tôi có gặp số người ở chùa đó, họ đang giận lên, họ nói người này người kia. Thật ra trong ý họ muốn là làm sao cho những người đó chết hết thì họ mới vừa lòng thôi. Còn mấy người đó còn sống họ còn vậy, nhưng làm sao giết chết hết mọi người bây giờ? Làm sao cho tất cả mọi người biến mất đi của đời? Thì rồi ai cũng còn hết, thì ai cũng còn đó thôi, thì tập mà sống chung với nhau thôi. Mà không sống chung với nhau thì họ bực, rất bực, rất tức. Thật trong những trường hợp không có lợi là mình phải tu tập tâm. Và điều nữa mình tu tập tuệ. Tu tập tuệ là gì? Chỉ tuệ ở đây chúng ta có chữ Vipassana là hay là minh sát, tức là nhìn một cách rất là sáng suốt. Đôi khi chúng ta nên tự hiểu một điều rằng cái quan trọng nhất của cuộc sống nhìn đó, không phải là cái chuyện ai đúng ai sai, chuyện này hay chuyện kia dở, là tại sao thế này, tại sao thế kia. Chúng ta cố gắng giải thích đi, chúng ta cố gắng phê phán đi, chúng ta cố gắng làm ông quan tòa đi, rồi chúng ta cũng không có được gì đâu, không được gì hết. Ở trong đời này có ai mà nói là người này đúng người kia sai, rốt cuộc á là người đó thắng thế gì đâu. Đó là ý nghĩ của mình. Mình trằn trọc thâu đêm, mình rớt rơi nước mắt, mình buồn, mình phiền, đó là chuyện của mình. Chỉ có hai chuyện mà Đức Phật khuyên chúng ta nên minh sát, đó là sanh và diệt thôi. Đó là sanh và diệt. Nếu chúng ta lặng lặng nhìn cuộc sống, cái chưa có bây giờ có, đó là sanh. Và cái gì nó đang có mà nó biến mất, đó là diệt. Ví dụ như hơi thở,
nó cũng có vào, cũng có ra, cũng bắt đầu và cũng có lúc kết thúc. Bắt đầu hơi thở vô, kết thúc hơi thở vô, bắt đầu hơi thở ra, kết thúc hơi thở ra. Cảm thọ cũng vậy. Quý Phật tử khi hành thiền rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái này là có những ngày trời mưa, như hôm qua chùa Pháp Luân mưa rất, ở tại chùa mưa rất lớn và nước nổi lên có nhiều cái bong bóng mọt. Mình ở xa thì không thấy gì, nhưng mà lại gần thì mình thấy rằng những cái bong bóng đó nó chợt xanh chợt diệt, chợt xanh chợt diệt, nó không nằm yên. Quý vị, bong bóng nước không nhìn nằm yên cả, một cái tự nổi lên và nó tan, nổi lên nó tan, nhưng mà ở xa mình không thấy. Khi chúng ta nhìn thật kỹ thân tâm của mình thì chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là một mớ sanh diệt, vô số hiện tượng sanh diệt nó kết nối làm chuyện của mình. Hồi nãy cái đau cái nhức cũng có, bây giờ cái đau nhức có, thì đó là cảm thọ khổ của thân sanh và diệt. Hồi nãy đó cái tâm của mình không có buồn phiền, bây giờ bỗng nhiên nhớ chuyện gì đó buồn phiền, cái đó cũng là hiện tượng sanh diệt của cảm, của tâm. Hồi nãy đó chúng ta ngồi mình cảm thấy vào nó hơi buồn cũ hay quấy quải, bây giờ mình cảm thấy tương đối tinh tấn, tương đối nhẹ nhàng, cái đó cũng là sự thay đổi, cũng là sanh diệt. Và nếu chúng ta nhìn một sự sanh diệt nó đến và đi trong từng khoảnh khắc đó, thì dần dà bằng cái nhìn đó, bằng cái minh sát đó đó, chúng ta sẽ bớt đi chấp thủ về cuộc sống. Mình phải tin như vậy, phải thấy như vậy. Bởi vì Đức Phật dạy rằng ai sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt, không bằng thấy sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Như vậy thì tu tập tâm á, là chúng ta bớt chụp cái này buông cái kia chạy theo cái nọ, mà sống lắng động, sống tập trung. Và tuệ đó là chúng ta sống quán sát bằng sự sáng suốt. Mà sự quán sát sáng suốt đó là nó có hai cái đầu mối quan trọng là sanh và diệt. Cái sanh và cái diệt rất là một điều rất tốt, là bởi vì cái pháp này đó, như là mình ngồi nhớ lại là trước năm trước, 2-3 năm trước không có dịch, bị có dịch nó thay đổi khác, thì cái khung thời gian là 3 năm, 2 năm. Nhưng mà có những chuyện năm trước và năm nay, có những chuyện tháng trước và tháng nay, có những chuyện hồi nãy và bây giờ, thậm chí trong từng khoảnh khắc này, nếu chúng ta khéo nhìn, khéo quan sát, thì chúng ta cũng thấy được sự sanh diệt. Chúng ta thấy sanh diệt như là chúng tôi nói quý vị là không phải hôm qua có mớ bong bóng nước, hôm nay không còn nữa, đó là sanh diệt đâu. Chúng ta lại rất gần, nhìn rất kỹ, thì mình sẽ thấy rằng những bong bóng nước không nằm yên, không có nằm yên. Mỗi bong bóng nước nó có cái hiện tượng phản ứng đối với nhiệt lượng, và quý vị thấy cái này nó bất trực, nó phồng ra tạo một bóng nước và một bóng nước khác, nó lại tan biến đi. Cuộc sống của chúng ta y hệt như vậy, y hệt. Cuộc sống của chúng ta là một sự đắp đổi liên hồi của dòng sanh diệt, dòng sanh diệt tiếp nối như vậy. Và ai mà càng ngày càng nhìn rõ, càng ngày càng thấm thía điều đó được, thì đúng là tu tập tâm và tuệ, thì chúng ta giảm thiểu đi cái gọi là sự rối rắm của đời sống. Như vậy thì nếu quý vị thấy Đức Phật ngày dạy về cái phương cách diệt trừ rối rắm đó, ngài có nêu lên hai, một là thành cự tự quả vị đoạn tận phiền não, tức là cái rối rắm chủ quan, và cái câu cuối cùng á, chỗ nào mà danh sắc diệt đó, thì cái đó là niết bàn nha quý vị nha. Và cái là niết bàn. Thì cái niết bàn đó là cái sự giải quyết tất cả những cái rối rắm, gọi là khách quan, cái bản chất rối rắm của thế giới này, chúng ta nói như vậy. Thì đó là về điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử tiếp theo lời của chư tăng. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc lớp Phật pháp Buddha Dhamma hôm nay ở đây. Ngày mai này chúng ta cũng có môn tương ưng bộ và vị giảng sư là thượng tọa Pháp Đăng. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giảng. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Con xin thay mặt là chúng trong room, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã kết thúc bài học ngày hôm nay với những lời pháp Phật phi diệu. Chúng con kính chúng
Con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh tắc trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thank you.